Hello, xin chào cả nhà mình, chào cả nhà mình theo dõi cái kênh Hoa Kiển Tông Mỹ nha. Lời đầu tiên thì Toàn xin chúc cả nhà mình mùa dịch thì nhà nào cũng bình an vô sự nha. Hôm nay Hoa Kiển Tông Mỹ xin phép cho lưu cả nhà mình bốn cây sam trái, cây này cây núi khai thác thường chậu nha cả nhà ha. Đầu tiên cây số 1 nha cả nhà, cây số 1 nè, trồng vào một cái chậu như thế này. Còn cho cả nhà mình xem cái chậu trước nhé. Đây là chậu oval tròn, kích thước của chậu oval này thì khoảng 15 cm thôi nha cả nhà ha. Đó, miệng thì 10 cm. Đó, miệng này cả nhà ha. Đó, 10-15, chiều cao khoảng 5 cm. Đó là kích thước chậu nha cả nhà ha. Kích thước chậu cả nhà mình nhìn sơ cả nhà mình biết nhé. Cây này là cây mini. Rồi tiếp theo cho cả nhà mình xem cái bộ đế của nó nhé. Bộ đế của nó nè, bộ đế này anh em mình nhìn là bộ đế nổi nè, già và rất là quái nhá. Đó, già rất là quái nhá, rất là duyên nha cả nhà ha. Rồi tiếp tục cả nhà mình xem cái thân nhá. Đó, thân cây già cằn cỗi nha cả nhà ha. Đó, thân cây rất là già cằn cỗi luôn, cây hàng núi khai thác nhé cả nhà ha. Đó, cả nhà mình xem thân nhá. Hành thân này khoảng 3 đến 4 cm nha cả nhà ha. Hành thân này là hành thân 3 cm nhá. Hành thân 3 cm. Đó, hành thân thì nhỏ hơn ngón tay cái một xíu thôi, ngang cái ngón tay trỏ nha cả nhà ha. Đó, ngang ngón tay trỏ, tôi sẽ quay cả nhà mình xem nè, hành thân ngang ngón tay trỏ nhá, ngang ngón tay trỏ nha cả nhà ha. Đó, bộ đế rất là quái và hành thân ngang ngón tay trỏ nhá. Ở shop Toàn hiện tại là ở mặt đường có nhiều tiếng ồn, anh em mình xem coi thân cảm cho Toàn một xíu nhá. Rồi tiếp theo Toàn chỉ cho anh em mình xem về chi tàn của cây này thì đầy đủ nha anh em ha. Rồi, anh em mình về chỉ việc là chúng ta bón phân dinh dưỡng, tỉa đọt như thế này cho cái bánh nó dày lên xíu thôi. Đó, chúng ta cứ lên đọt thì chúng ta tỉa như thế này cho cái bánh này nó dày nè, chúng ta được bánh này nè, bánh này nè cả nhà ha. Tiếp tục cứ bánh lên và chúng ta tạo khi nào nó có một cái chóp như thế này thì là một cây này rất là đẹp nhá. Đó, Toàn xây tròn cái bàn xây cho nên mình xem cái góc. Đó, thân già bay lách ha. Cây này đã tháo kẽm nhá, hồi xưa thì nó cũng có đi kẽm những cành lớn này nè, nhưng mà tháo kẽm rồi để chúng ta bóng, chúng ta chơi những đọt non này nó sẽ ra trái nha cả nhà ha. Anh em nào muốn tạo tác thêm thì cứ để tược nó đi dài lên, tược đi dài lên chúng ta bẻ kẽm. Bẻ kẽm thì chúng ta bẻ lơ thôi. Đối với sam trái chúng ta bẻ kẽm lơ thôi nhá, phải kẽm lơ rồi khi nào mà nó ok nó riết xong cái kẽm chúng ta tháo kẽm, chúng ta lại cái bóng đọt chúng ta lại đi lơ đơn giản thôi nha anh em ha, không cần đi mạnh đâu. Đó, nhìn coi bay lắc rất đẹp nhé. Đây là cây sam trái đầu tiên nhé. Tiếp theo Toàn cho anh em mình xem cái trái của cây nhé, để chứng thực từng cây này là một cây sam trái nhé. Đó, đây là trái nhé cả nhà ha, cây đang trái này, trái còn non nhé cả nhà ha, trái còn non, một chùm trái nhé, đây chùm trái này cả nhà ha. À, trái này là trái nguyên bản không phải trái ghép nha anh em ha, anh em yên tâm tin tưởng cây núi khai thác nhá, 100% nhá, không có ghép nhá. Có một số anh em thì có ghép và cây sam bông thì chúng ta ghép lại sam trái, nhưng mà cây này các bạn yên tâm nhá, mình là nhà vườn yên tâm cho anh em mình luôn, 100% là sam trái hàng cây khai thác. Chúng ta nhìn cây là chúng ta biết là cây hàng khai thác nhé cả nhà ha. Còn cái cây chúng ta trồng theo kiểu công nghiệp á thì nó cái thân của nó sẽ rất là non nha cả nhà ha, nhìn nó không có già và không có độ cằn cỗi đâu, không có lão đâu nha. Thứ hai nữa thì thường thì cây khai thác thì người ta trồng bằng cái khẩu phần đất của miền Tây anh em. Cái cây mà cây công nghiệp trồng khẩu phần đất của miền Tây á là cái khẩu phần đất của nó đa phần là chấu với sơ dừa đó, với xỉ than. Còn đây là toàn trồng bằng cát nha cả nhà ha, 70% cát trộn thêm 10% đất thịt, còn lại là sơ dừa, còn lại là sơ dừa nha cả nhà ha, và một ít 10% phân bón thì Toàn có thể phân bón tùy vào cách bón phân. Thì anh em nào muốn hướng dẫn về cách bón phân cho cái cây sam trái này á, và xử lý đất, xử lý những cái con côn trùng đối với dòng sam trái á, thì cứ inbox riêng Toàn qua Zalo. Toàn có để cái số Zalo và số điện thoại ở dưới mô tả nha anh em ha. Rồi ok, cây này Toàn giao lưu anh em mình cây này 800.000 nha, hàng mini, cây khai thác nha, cây khai thác nha anh em ha, 800.000 Toàn bao ship cho anh em mình luôn, 800.000 bao ship nha cả nhà. Đó, 800.000 bao ship cây số 1 nha.
Còn quay tròn lại cho anh em mình xem lại cây số 1, 800.000 bao ship cho cây số 1 nhé. Bộ đế nổi rất là đẹp này. Rồi ok, toàn xuống cây số 1, toàn lên cây số 2 cho anh em mình nhé. Cây số 2 thì bộ đế còn quái hơn và độ già hơn nhé. Cây số 2 cái độ bay lách của Giang Huyền này cực kỳ đẹp luôn. Đây là cây số 2 nha cả nhà ha. Cây số 2, đầu tiên cây số 2 thì toàn lại quay từ ngọn quay xuống nhé. Cây số 1 toàn quay từ góc rồi. Cây này quay ngọn tại vì nó cao nha anh em ha. Cho anh em mình xem thứ nhất là về trái nhé. 100% trái này, xanh rất là đẹp này. Và trái chưa chín, trái này nó chín thì màu đen. Xem trái thì trái nó chín màu đen ăn rất là ngọt nha. Còn có cái màu xanh như thế này thì nó ăn nó chua à. Có nhiều anh em có những cây mà nó lớn anh em mình có thể ngắt ngâm rượu luôn nha anh em ha. Ngâm rượu thì chúng ta nhâm nhi rất là tốt cho sức khỏe nha. Rồi toàn quay tròn chụp đều cho anh em mình xem cái cây nha. Toàn kéo ghế ra một xíu nha cả nhà ha, tại vì nó bị mắc cái kia. Đây xây tròn đều sơ cho anh em mình xem lại cây một chút xíu nha. Đó cây ra nha anh em ha. Mình xây tròn anh em mình xem nha. Đó. Thân bay lát rất là già nha. Nhìn rất là đẹp và rất là duyên anh em ha. Đó, anh em mình thấy cây chưa? Rất là đẹp nha. Rồi cành chi đầy đủ cho anh em mình luôn. Đầu tiên anh em mình xem. Thứ nhất là một cành. Đây là một cành. Cành tây nè. Cành tây 1 nè. Anh em mình từ góc lên nha. Chúng ta sẽ có cành nè. Cành 1. Đó, cành 1 thì chi tàn dày và đủ hết rồi. Đó. Chi tàn dày và đủ cho anh em mình luôn. Tí nữa toàn sẽ quay cái dâm cho anh em mình xem. Và ta sẽ quay qua tiếp tục cành 2. Đây là cành 2 nhé. Và cuối cùng là chóp nha anh em ha. À, có một cái chóp. Đây, cái chóp trên này đây. Anh em mình có về có thể nuôi thêm và đi tây thêm tùy anh em. Có những anh em có tạo tác khác nhau. Mỗi người tạo mỗi cái kiểu, mỗi cái nét đặc trưng riêng. Nó sẽ tạo ra những cái cây đẹp riêng khác nhau nha anh em ha. Rồi tiếp tục toàn sẽ quay cho anh em mình xem cái đế. Rồi sau cái đế này toàn sẽ quay cho anh em mình xem cái tàn của cái dâm nhé. Đây là cái bộ đế nó như này, bộ đế rễ nổi như thế này nha anh em ha. Rất là đẹp và rất là già nha. Đây, một thân rễ, hai thân rễ, rễ non nhỏ này, hai thân rễ nha. Ba thân rễ, bốn thân rễ nha anh em ha. Rễ cực kỳ quái luôn. Đó, anh em mình thấy rễ quái không? Đó, tiếp theo nữa thì anh em mình xem tiếp tục cái phần nữa là còn có hai cái nhánh này này, hai cái nhánh này là hai nhánh từ cây mọc lên, toàn cố kình kéo xuống và cho nó thành rễ luôn nha anh em ha. Như vậy thì chúng ta nhìn cái chùm rễ này nó dày, nó xum xê và rất là đẹp nha anh em ha. Đó, cây này sẽ rất là đẹp và rất là duyên. Đó, rễ rất là đẹp nè, rễ nổi xum hoài xum xê rất là đẹp anh em ha. Đây là phần dưới này là một cái chậu, phần trên là toàn nâng đế nó một lần nữa để sau này chúng ta xói đế ra nhìn nó sẽ đẹp hơn nha anh em ha. Thì cái phần nâng đế này là toàn có sử dụng một lớp cao su toàn bóng này, đây là cao su toàn bóng và toàn đã trồng này thường chậu và bổ sung dinh dưỡng mặt dưới nhé. Cho nên là cây này anh em mình yên tâm rất là thoải mái. Tất cả những anh em nào miền Bắc mà mua cây sâm trái mà về kêu không ra trái thì inbox toàn luôn, toàn sẽ hướng dẫn cho anh em mình luôn. Cam kết cho anh em mình là trồng có trái hết chứ không phải là không có trái đâu nha. Đừng có nghĩ là cứ trồng cây sam ở đem về miền Bắc là không có trái nha. Tùy vào cái cây, cái độ sung và độ tuổi của nó như thế nào và cái sức khỏe hay là cái phong bón các bạn chăm nó như thế nào. Đó. Đó, cây thứ hai như vậy nha anh em ha. Cây thứ hai rất là đẹp và rất là duyên nha. Cây thứ hai toàn giao lưu anh em mình là 1 triệu nha. 1 triệu toàn bao ship nha cả nhà ha. Cây thứ hai này 1 triệu bao ship nha. Cây thứ hai này là 1 triệu bao ship nha anh em ha. Toàn xây tròn cho anh em mình xem một xíu nữa nè. Đó, xem hết toàn bộ cái tàn nó nè. À, toàn quên còn thiếu một điều đối với cây này là toàn chưa quay cái dâm của cái dâm cành của cái cây này cho anh em mình xem. Đây là cái tàn bay gì nè. Đó, cành dâm của nó anh em mình nhìn xem rất là dày nhá. Thân bay ra rất là đều đẹp nhá. Đó, cành chi bay ra đó, vừa đều vừa đẹp đó, đã tháo kẽm cho anh em mình luôn. Đã tháo kẽm cho anh em mình nhá. Để đây nha anh em ha. Rồi ok. Anh em nào chốt thì cứ inbox toàn nha, số điện thoại, số Zalo, Facebook. À, fanpage toàn để ở dưới một phần mô tả nha anh em ha. Rồi ok, toàn xuống cây này tiếp tục toàn lên cây, lên một cây sâm trái thứ ba nhá. Rồi xin chào cả nhà mình, tiếp tục đây. Đây là cây sâm trái thứ ba nha cả nhà ha. Sâm trái thứ ba, cây này đang trái, cây này đang trái nha cả nhà ha. Cây này đang trái, đây là trái đây nha anh em ha. Cây này đang trái còn nhỏ này, trái nhỏ này anh em ha, nhìn là biết trái hay bông liền nha anh em. Đấy trái này anh em ha. Trái này nha. Đó, rồi tiếp theo toàn quay cho anh em mình xem á. Đều hết cái phân cành chi quay vòng một tròn cho anh em mình xem cây số 3 nhé. Đó, mình xem nhé.
Rồi ok, tiếp theo thì toàn chỉ cho anh em mình xem được cái bộ góc nó. Cái bộ góc của nó như thế này nha anh em ha, đã được nâng đế và đã được nâng đế như thế này cũng giống như cây 1, cây 2 thôi. Đó, bộ rễ nó như thế này. Anh em mình xem cái bộ rễ này rất là quái nhá. À, đối với cây của toàn sang trọng mini thế này, nhưng mà anh em nào có về muốn tạo tác á, sang trọng khác thì anh em mình có thể phá thế, thì tùy anh em mình có nhiều cách để chúng ta phá thế nha anh em ha. Đó, thì cây này thì toàn làm như thế này, còn anh em nào muốn phá thế cho thế khác thì làm thế khác. Đó. Rồi, tàn như thế này nha anh em ha. Chi như thế này nha. Đó thì hành thân hành đế thì nó cũng vậy thôi. Cái thân cây này nó to hơn một xíu so với cây số 1 nha. To hơn xíu cho cây số 1. Rồi ok, cây này toàn xin phép cho lưu anh em mình là 800.000 nha, toàn bao ship nha. Cây này 800.000 bao ship, anh em nào chốt thì chốt nha. Đó. Chỉ có cây thứ hai là 1 triệu toàn bao ship thôi. Còn cây 1 với cây 3 là 800.000 bao ship nha. Tiếp tục toàn lên cây số 4 cho cây thứ 4 cho anh em mình nha. Hôm nay toàn lên 4 cây thôi. Rồi hết 4 cây này toàn lại lên tiếp nha anh em ha. Cứ mỗi video chúng toàn quay từ 10 đến 15 phút trở lại thôi. Chứ tại vì toàn sợ là cái nó dài quá thì anh em mình xem nó nản. Đây là một cái cây toàn mới đi kẽm á. Toàn đi kẽm được 15 ngày à. Và đã nâng đế nè. Bộ rễ nó như thế này nha anh em ha. Trồng vào một cái chậu tường mini như thế này. Đó, anh em mình xem cái đế nó. Đế nó toàn xây đế cho anh em mình xem trước nha. Cây này là hàng núi khai thác nha anh em ha. Hàng núi khai thác anh em ha. Hàng núi khai thác của núi Bình Định nha anh em ha. Đó. Anh em mình xem bộ rễ nó nha. Nó có một bộ rễ ngay đây nằm đây. Đó. Rồi, toàn đi tây thì đơn giản như thế này. Mới đi tây nha anh em á, mới đi tây 15 ngày thôi. À, chưa có một cái hiện tượng gọi là dâm tàn gì hết. À, chưa có cái gì để cho nó dày tàn hết, mới đi tây thôi. Ở sau này nó dày ra và nước mầm rầy lên. Toàn đi tây toàn lạc lá hết nha anh em, cho nên là những cái mầm non nước lạ này anh em mình nhìn xa toàn bộ những thân này đều là mầm non. Mầm non tua tủ và rất là đẹp nha. Đó, mầm non nha anh em ha, cây rất là khỏe nhá, rất là đẹp nha. Toàn xây tròn cho anh em mình xem này. Đó, toàn đi tây cơ bản vậy, anh em mình về sửa lại. Đó, đó là cái toàn đi tây cơ bản thôi, anh em mình về sửa lại vài tây, thích đi tây như thế nào thì tùy anh em mình nhá. Rồi tiếp theo toàn cho anh em mình xem cái trái, tại vì cây này nó không có tàn gì nhiều cho nên là toàn quay cơ bản. Anh em mình nhìn sơ tức nó còn kẽm là chưa tháo kẽm anh em á, chưa tháo kẽm thì anh em mình nhìn sơ anh em mình thấy ta chi tàn như thế này, toàn đi kẽm sơ thôi. Rồi tiếp theo toàn cho anh em mình xem cái trái. Trái hiện tại là 100% trái cho anh em mình luôn, đã hàng núi khai thác, không có cái gì hiện tượng gọi là ghép hay gì nè. Trái này anh em ha, đây là trái nhá, 100% trái cho anh em mình xem trái nhá. Đó, cách nhận biết trái rất là đơn giản nha anh em mình xem á, cái lúc nó ra nó có cái hình hồ lô nha anh em mình, nhìn thấy không? Còn cái cây bông là nhìn lên là nó có cái tía không phải hồ lô vậy đâu. Nó ụ tròn là nhìn là biết bông liền. Chứ còn đây nó ra cái ụ nó cứ hồ lô ra thì nó sẽ là trái. Đó, một mét mét thì đây cũng có cái trái nữa nè, anh em thấy một chùm trái cái mép này không? Đó. Đó, 100% là trái cho anh em mình nha. Rồi ok, cây này toàn giao lưu cho anh em mình là 400.000 bao ship nha. Anh em nào chốt cây này 400.000 bao ship thì inbox toàn nha. À, cái chậu tàu này đã cái chậu tàu này là đã như ta. Cái chậu tàu này toàn mua là 150.000 rồi nè. Đó. 400.000 bao ship thì chạy ra là cái cây này toàn bán chỉ có 300.000 thôi anh em ha, tiền ship 50.000 rồi. Còn tùy vào nơi xa gần nữa, tiền ship mất 50.000 rồi. Thì bán cây này 300.000 nha anh em ha. Tại vì nó cũng chưa thành phẩm nha anh em ha, nó chưa thành phẩm lắm. Mới đi tây thôi. Đó. Thì tổng hết cái chậu này là 450.000 bao ship đi nha anh em ha, 450.000 bao ship. Đó, anh em nào kết thúc inbox toàn, số điện thoại và số Zalo toàn có để phần mô tả nha. Ok, hôm nay toàn sẽ quay 4 cái xanh trái thôi. Còn một số hôm sau toàn sẽ quay cái khác cho anh em mình nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. À, chúc cả nhà mình vượt qua cơn đại dịch này. À, cả gia đình mọi người xem video bình an, sức khỏe, dồi dào nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.